mình kịp về được, nhưng mình ván từ đầu nó bị hỏng nên là hôm nay mình phải lắp cái khóa, lắp cái khóa này anh em. Đấy, vào cái chỗ này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách lắp luôn. Để cái đầu nối đây nha. Thì cái đường nối vô ván đây. Không không đứa tôi buồn. Vì là cái ống nó nằm ở giữa cho nên anh em phải chế một cái đầu nối thế này. Vì anh em cắt ra cho nên là khi ghép sát tới đây rồi này, anh em phải ghép sát tới đây cho anh em dùng cái ren này để vặn vào. Đấy, thì bây giờ mình chế bên cạnh cái chế bên cạnh cái ván này này, cái khóa này này. Đấy, một cái ống thì mình dùng cái ống này nối này nối vào đây. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy. Thì ta sẽ cho cái đầu này đổ vào ván. Thì sau đó ta sẽ cắt cái đoạn ống nước đó đi. Cắt cái đoạn ống nước đó đi thì mình sẽ dùng cái ván này mình ghép vào. Bây giờ ta tiến hành ghép anh em nhé. Đấy, cho anh em cái ống nối anh em lọc sạch đi. Anh em sẽ bôi dừa vào, bôi kéo vào, đấy, bôi vòng quanh anh em. Thì anh em định đổ bên nào thì anh em sẽ chẳng hạn như mình sẽ đổ bên dài này, xong một bên. Bây giờ một đầu còn lại mình sẽ đổ một ván. Đấy. Thì sau đó sau khi đó anh em cắt cái phía cắt cái ống nước cần ghép cái khóa này vào này nhá. Thì cái đầu này anh em sẽ dán trực tiếp vào trong chỗ cái ống mình cắt ra. Còn cái đầu này á, cái đầu này thì mình cũng sẽ dán vào phía ống nước cắt ra và mình sẽ dùng cái sau đó để làm sao cho nó vừa kỹ cái này anh em đi. Cái này thì mình sẽ dùng cái ván này để mình kéo cho nó kín. Đó, mình cố định lại. Nghe thấy chưa? Được nữa ra chưa? Đó, như vậy. À đây đấy kìa. Đấy. Rồi, bây giờ mình phải tiến hành đó để cắt cái phần cái khúc mà mình cần phải ghép. Đó cẩn thận nhé, nếu mà không là cắt
cụt một cái lại mất công nối đấy. Đấy, như ta tiến hành cắt. Anh em như bỏ cái này vô trước này, không chỉ nó quên một cái là tháo ra đấy. Chờ nó khô thôi.